Xin chào cả nhà. Số hôm lại phòng bên em nay lên cho các bác dòng máy rửa bát thương hiệu Palasolic nhé các bác nhé. Đấy, toàn hàng trắng đẹp sơn zin, hàng nguyên bản 100%. Bên em không hề sơn xịt lại hay là không hề sửa chữa nhé. Tất cả zin tuyệt đối 100%. Vì cái dòng máy rửa bát này cũng rất chi là lành luôn các bác ạ. Đấy, hoạt động, nguyên tắc hoạt động thì cũng rất là dễ dàng sử dụng. Em lên cho các bác một con Palasolic TR7 nhé các bác nhé. Đấy, con này TR7 này. TR7 thì con này được sản xuất vào năm 2014 các bác ạ. Em quay chi tiết bên ngoài cho các bác nhé. Toàn bộ này, bên trên này, phun nhựa không vỡ, không vỡ, không nứt bất kỳ chỗ nào. Sơn zin tuyệt đối 100%, trắng tinh, sơn zin đều màu nha các bác nhé. Mặt đây là mặt nhựa Mica này. Đây là màn mặt phím các công tắc sử dụng này. Đây, mã TR7 nha các bác nhé. Dòng Palasolic TR7. Cái dòng này thì xung quanh, viền xung quanh của nó hai bên và đằng sau của nó là dòng kim loại sơn tích điện nha các bác nhé. Đấy, nó có sẽ có hiện tượng là bởi vì nguyên một cái máy rửa bát này nó nặng dư vào tầm 20 cân. Đấy, nó đè lén và vất vất từ bên đấy về đây là hầu như con nào con đấy đều có cái hiện tượng hơi bị móp nhẹ, cấn nhẹ. Đấy, 10 con thì bị cả 10 luôn, không tránh được các bác nhé. Quan trọng là cái phần nhựa này của nó là không vỡ, không bị lứt, không bị cháy. Đấy, sơn zin tuyệt đối 100%. Như con này thì đời 2014 nha các bác nhá, đến 2014. Và công suất của bọn này thì hơn 1.000W, các bác lên sử dụng cái đổi nguồn tầm 1.500-2.000 cho em là ok. Đấy, tốt nhất là các bác lên sử dụng dòng 2.000 trở lên là ok nhất nha các bác nhá. Em cho các bác xem này, bên trong nòng đây. Đây là khay nhá, khay đựng bát này. Dưới này là khay đựng đĩa này và đựng bát ô tô, ống đựng đũa này. Đấy. Nguyên tắc hoạt động của nó thì nó gồm ba. Đây các bác nhìn này. Đây nó rửa bằng khi nước bơm lên này. Ba cái bàn đạp này các bác nhá. Đấy. Và tất cả những cái tia nước nó được phun phịt. Đây. Các bác nhìn này. Đấy. Áp lực ra rất mạnh luôn. Bơm ra rất mạnh luôn. Đây, rửa bằng toàn bộ bằng ba cái tay này nhé các bác nhé. Đấy. Và xung quanh đây ok chưa, hàng bên em vệ sinh sạch sẽ rồi, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây nó là cái khay đổ rác này các bác này, tức nghĩa là khi các bác rửa bát thì nó sẽ có những cái cấn cấn đọng ở đây, nó dồn hết vào đây và hàng ngày thì các bác nhấc lên các bác đổ nó đi. Đấy, và các bác rửa sạch nó đi, đặt vào đây. Đấy. Nó đốt toàn bộ bằng cái nồi xô ở dưới này nhá. Khay nồi xô ở dưới nó đun toàn bộ bằng nước nóng sôi ở nhiệt độ là, đây các bác nhìn này, sôi ở nhiệt độ của nó là 80 độ C, tự động đun sôi và tự động rửa nhá các bác nhá. Tự động đun, tự động rửa và tự động sấy. Đây cái khay này, đem cho các bác xem này. Cái khay này là khay để ở bên dưới này. Đấy. Cái khay này là cái khay để bên trên nhá các bác nhá. Cái khay này thì các bác sẽ để được bao nhiêu cái bát ạ? Các bác cứ dựng bát lên như này cho em nhé. Dựng lên như thế này. Dựng như thế này. Đây các bác nhìn này. Nó sẽ có cái gờ này để các bác để cái bát, cái miệng bát vào trong này. Đấy, nó làm cho cái bát dựng đứng lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bát. 6 cái bát một hàng nhé. Bên này cũng 6 cái bát một hàng nữa. Là nguyên một cái này là đựng được 12 cái bát. Đấy. 12 cái bát. Ở đây là đựng đĩa này các bác này. Đựng đĩa nha các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái đĩa. 6 cái đĩa. Cái ống này thì các bác đựng thìa đũa thoải mái luôn. Nếu như trường hợp đũa dài các bác dắt bên cạnh sườn này cho em. Đấy. Ví dụ như cái đũa mà các bác để xào lấu các bác dắt lên cái cạnh sườn này cho em nhé. Đấy. Cái này thì các bác không nên sử dụng rửa bằng cái dòng đũa nhựa. Đũa nhựa mà các bác tiếp xúc trực tiếp ở đây cái lò xo mai xo này đốt lên nước nóng là cong đũa luôn. Đấy, trong trường hợp các bác sử dụng đũa nhựa thì các bác đặt nhẹ lên trên phần này cho em. Đấy, nhẹ lên phần này nhé. Thì là đũa nó sẽ không có hiện tượng cong. Thế nhưng mà nó gần như là nó sấy hết, cho nên là vì vậy là đũa nhựa thì các bác không nên sử dụng bằng máy rửa bát, mà các bác chỉ sử dụng rửa bằng cái dòng đũa tre đấy nhá các bác nhá. Còn đây bát ô tô các bác dựng được này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 cái bát ô tô nhá các bác nhá. Đấy, ngoài ra đây là đựng được những cái cốc, cốc uống uống rượu hoặc là cốc nước các bác úp vào này. Đấy. Đấy. Tức là tổng thể là được 12 cái bát, 6 cái đĩa và 1,
1, 2, 3, 4, 5. 5 cái bát ô tô các bác nhé. Đây các bác đựng cốc này, úp cốc này, đũa này. Đũa dài thì các bác để ở mép này. Và các bác lưu ý khi các bác dựng bát, các bác để tách riêng nhau ra, cứ dựng cái bát. Khi mà các bác nghiêng cái bát này thẳng, cái mép nó, cái bát nó vào đây, bát vào đây. Đấy. Thì cái, khi cái bát nó dựng đứng lên, nước nó hất lên như này, nước nó vào được tất cả những cái khe bát này, các bác nhé. Khe bát dẫn lên cái bát rất là sạch. Còn đâu nếu như các bác cứ để nó tì lên nhau hay các bác úp xuống thì con cái dưới sạch thôi. Còn đâu những cái bên trên nó không sạch. Vì vậy các bác cứ dựng hết lên như này. Đấy, các bác dựng thẳng như cái tay em đây. Đấy. Bát rất chi là sạch luôn, sấy khô an toàn luôn. Vệ sinh sạch sẽ nhá các bác nhá. Gioăng cao su đẹp. Hàng bên em đã test ngon lành rồi. Cách sử dụng rất dàng dễ sử dụng luôn các bác nhá. Các bác chỉ kéo việc ấn vào đây và chọn này, chọn ở đây. Các bác chọn này chế độ 80 độ C. Đấy, và chọn độ chế độ sấy nó sẽ rửa vào hơn 1 tiếng các bác nhá. Tầm hơn 1 tiếng là rửa sấy ok luôn các bác nhá. Đấy, hình thức đẹp long lanh xuất sắc luôn, trắng tinh sơn zin TR7. Con này em bán cho các bác với giá là 4,5 triệu, em bao ship cho các bác, bảo hành cho các bác 6 tháng. Điện 100V nhé các bác nhé. 4,5 triệu bao ship bảo hành 6 tháng, điện 100V. Đấy. Bác nào lấy thì alo em, số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Hàng bên em cọc trước lên đơn. Các bác cọc trước cho em 200.000, còn lại nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhé các bác nhé. Đấy. Cái dòng này nó có Eco Lavi này, dòng tiết kiệm điện, các bác sử dụng yên tâm luôn, điện hết cực kỳ ít và nước hết vô cùng ít luôn các bác nhé. Đấy, bác nào lấy thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664. Con này con TR7 này. Ê, bên này là một con TR5 nhá các bác nhá. Nó có dòng TR3, TR5, TR6, TR7, TR8 và TR9. Đây. Toàn bộ máy bên em ở đằng sau bên kia nữa. Đây, như con này là con TR5 nhá. Con TR5 cũng thế, và cách thức sử dụng, cách thức hoạt động như nhau nhá các bác nhá. Đây em sẽ quay bên trong cho các bác này. Đấy, toàn bộ rửa bằng ba tay ôm bơm áp lực lên rất là sạch luôn. Gioăng cao su xanh ngắt lòng luôn nha các bác nhá. Con TR5 này thì đét nó sẽ sâu hơn con TR7, vì vậy giá nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ như con TR7 đời 2014 thì con TR5 này đời 2012 nha các bác nhá. Nó sẽ đi theo TR từ TR1 đến TR9. TR9 của dòng Panasonic là đời cao nhất của cái dòng TR. Đấy, TR9 thì nó sẽ rơi vào đời 17, 18. Đấy, cứ thế nên, cứ ví dụ TR1 là sẽ là đời 2009, 2010. TR3 sẽ là 10, 11. TR5 sẽ là 10, 11, 12. TR6 sẽ là 12, 13. Và TR7 là 14, 15. Và cứ thế đẩy lên nhé các bác nhé. Đấy, và mỗi một đời thì giá nó sẽ khác nhau, chênh nhau từ 500.000 nhé các bác nhé. Đấy, như con TR5 này, bên em đang bán cho các bác giá là 3,5 triệu này các bác này. 3,5 triệu nhé. Hàng đẹp long lanh luôn. Các bác nhìn này, cực kỳ là đẹp luôn. Các bác nhìn nhé. Đấy, hàng bên em vệ sinh sạch sẽ rồi. Rửa toàn bộ bằng ba tay, bên trong không hề oxy hóa nha các bác nhé. Gioăng cao su xanh ngắt luôn. Đấy. Gioăng cao su xanh ngắt luôn. Đây, khay đựng rác đây. Và cách thức hoạt động sử dụng của nó như nhau, nó chỉ khác năm thôi. Đấy. Rồi bác nào cần dòng máy rửa bát thì các bác liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Các bác cọc trước cho em 200.000, còn lại nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Ví dụ bác nào gần khu vực Hải Phòng như Hà Nội, Bắc Giang hay là Hưng Yên, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, các thứ Quảng Ninh ấy, em có xe thì em sẽ gửi xe cho các bác. Còn không thì em sẽ gửi tận nhà nha các bác nhé. Thôi em xin chào các bác ở các video sau ạ.